À, là ở đây là đang ở Sâm Banh Thái Tứ. Đây là chiều thứ bảy gần Tết. Ở bên kia, bên kia là cái sân bóng rổ. Bên xa kia là cái sân bóng đá này. Này, này đang chắc mai tổ chức đám cưới rồi. Bên kia là cái sân bóng đá này. Có hai đội. Ôi, con đừng có quậy nữa. Không, cái này không phải, cái này không phải của con. Wow. Đâu có gì đâu đó đâu, con lục không có. Thôi, không có gì lên cổng hết á. Thôi. Cầu quậy quá, nãy bà bỏ ở nhà. Hả? À? Cái gì vậy? Hết giờ. Hết giờ lại có rất là nhiều việc. Đây nó quay nè. Anh chạy đâu đây đâu biết rồi, anh ở đâu quay.